Xin chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ review cho quý vị một cái kích rùa, mà đây là cái phương án mà vận chuyển những cái hàng nặng nhưng mà khá là giá tốt. Hiện tại thì đang có của Masada hoặc là của Daiki. Thì đây là cái phiên bản của hãng Futuro của Đức, và cái này thì nó là 3 tấn. Với phiên bản 3 tấn như này, nếu mà quý vị mua của Daiki nó khoảng 19 triệu hoặc là hơn 20 triệu đấy. Thế còn nếu mà phiên bản của Masada thì nó cũng giá tốt hơn một chút, thế nhưng mà bánh của nó lại bằng là kim loại. Đó, thì hôm nay tôi sẽ review cho quý vị, nếu mà quý vị nào đang thuộc công ty mà hay vận chuyển hoặc là lắp đặt máy cỡ lớn ấy, hoặc di chuyển những cái sản phẩm cỡ lớn, thì đây là cái rất tốt và giá cũng khá là tốt. Đây. Cái này nó lại hay hơn nữa là có cả tay vận chuyển luôn. Daiki nó không có. Ví dụ như đây là một cái thanh vận chuyển của nó này. Đây là thanh lôi đấy. Và cái bóp này, đây, nó để gọn trong này thôi. Thực tế mà nói thì nó khá nặng rồi. Tôi chưa review cho quý vị lần nào, nhưng mà lần này tôi review để quý vị có thể biết được là cái phương án, một cái phương án khá tốt trong cái vận chuyển hàng nặng. Đây là cái sơ đồ cấu tạo của nó, sau này nếu quý vị có thể mà mua những cái part này thì hãng có thể hỗ trợ được. Đây là sơ đồ cấu tạo của nó này. Nhìn vào đây thì quý vị có thể biết được rằng là cách thức và vận chuyển của nó như thế nào. Nó cũng đơn giản đấy quý vị ạ, nhưng nó khá là nặng. Bánh này thì bằng vật liệu urethan, được kết hợp bằng 4 bánh. Tôi đánh giá cao, khá đánh giá cao về cái bánh xe của hãng Daiki. Thì cái này đây là vật liệu, nó cũng mềm, hình như ở đây bằng vật liệu, nó có thể bằng urethan hoặc bằng nhựa đấy. Nhưng mà nó chịu được 3 tấn, và cái này thì trong thông số của nó cũng không làm hỏng cái nền. Quan trọng nhất là cái nền xưởng của quý vị, khi mà ở nhà máy, quý vị đã biết rằng nếu quý vị đang ở nhà xưởng rồi thì nó có cái nền rất là mỏng, thì cái này nó cũng không làm hỏng nền này. Đó. Và cái phiên bản này nó quay rất là trơn tru. Đây, như thế này thôi, và quý vị về có thể đặt máy lên và cái tay này thì lắp vào đây. Đó, thế là có thể di chuyển được đơn giản như thế này. Thì cái này là 3 tấn, nếu mà 4 cái 4 góc của quý vị thì được có thể chịu được 12 tấn. Và với cái sản phẩm này thì cái hệ số an toàn của nó là 1.3 đến 1.5. Có nghĩa là cho 3 tấn thì nó khoảng 4, nó chịu được khoảng 4 tấn rưỡi. Thì là quý vị hoàn toàn có thể ok rồi. Phía trên mặt này thì được thiết kế bằng một cái lớp cao su để chống trượt. Đấy, quý vị có thể đẩy như này đi. Rất hay. Đó. Và cái này thì lái cũng là rất đơn giản thôi. Và cái kia là xoay rồi. Do vậy là nếu mà cái phiên bản như thế này 3 tấn mà của hãng Futuro này nó chỉ có 11 triệu 200 nghìn đồng, là quý vị cũng có giải pháp rồi. Thế còn hiện tại Daiki cái 3 tấn như này nó 20 triệu một cái. Còn đây một bộ của quý vị có hơn 40 triệu mà thôi. Mà kèm theo cả tay để có thể kéo được, còn Daiki nó nguyên như này không này. Thế thì cũng rất mong là quý vị cũng có một cái giải pháp tốt để có thể là vận chuyển máy ở trong công xưởng với cái giá thành khá là ok. Cảm ơn quý vị, và tôi chỉ review ngắn như này thôi. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào sản phẩm sau.